Rồi, hôm nay em sẽ chỉ anh em cái cách lắp ráp cái quạt tự ngắt nha, auto tự ngắt khi mình không bóp cò, quạt sẽ tự ngắt nha, trong vòng 1 phút ha. Thì để dành cho anh em lắp vô máy cơ. Đó. Đây thì cho anh em nào mà đang học hỏi, đang học dọc dạch đó, hoặc là anh em thợ luôn nha. Nói thẳng luôn là anh em thợ mà chưa biết ha, không phải cái auto quạt này là làm bên máy cơ là không phải ai cũng biết đâu, chỉ anh em làm điện máy điện tử á, thì rất gần về cái auto quạt ha, còn anh em chuyên về máy cơ thì có người biết người không nha, thì sẵn đây em chia sẻ luôn. Đó, thì đây em cũng không giấu nghề gì nha. Đó, anh em nào mà có yêu mến thì cho một like và đăng ký kênh ha. Đây đó, đầu tiên mình kẹp kẹp tình vô đúng không, là quạt nó sẽ chưa chạy ha. Đây bóp cò nè, đó quạt nó sẽ chạy, và khi mình ngưng bóp cò đúng không, là trong khoảng thời gian là 1 phút đổ lại thôi ha, là cái quạt nó sẽ tự động nó ngắt. Đây anh em xem kỹ ha. Đó, đây là cái mạch bên trong nè. Rồi tí nữa em sẽ hướng dẫn anh em gấp từ A đến Z luôn ha, rất là đơn giản thôi, chỉ có vài con linh kiện thôi ha. Rồi anh em đợi ha, đợi khoảng 1 phút thôi. Đó. Em bên em thì em gấp máy thì em không có gấp auto, tại cái thời gian mà mình không có bóp cò đang cho quạt á, nó thổi vô máy nó mát ha, nên là đa số là bên em sẽ không gắn quạt auto tự ngắt ha. Đó. Đó, nó cũng sắp 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 ngắt rồi đó. Đó, ngưng ngay nè. Đó, thì khoảng thời gian là 5 mấy giây thì đến 1 phút thôi nha. Đó, nè ngưng đúng không, bóp khi mình bóp thì đi bình thường đây nè, thì quạt nó chạy đây, là ngưng bóp thì quạt vẫn còn chạy ha, thì trong vòng 1 phút là ngắt rồi. Ok, bắt đầu. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị nha nè. Thì đầu tiên thì anh em không thể thiếu là cây quạt nha. Đó. Rồi tiếp theo là một con phét, phét lớn phét nhỏ gì cũng được nha anh em. Này em không có phét nhỏ, em xài tạm phét lớn luôn. Đó. Tại em không có làm nên là không có mua những cái linh kiện rẻ tiền nha. Con phét này thì nó hơi mắc tiền, nên là TFV nè 290 là 08 phét em làm máy lương á, thì sẵn đem ra làm luôn. Anh em có thể mua phét nhỏ ha, con có mấy ngàn thôi. Đó. Một con tụ, tụ này là 100W 50V nha. Đây. Đó. Rồi tiếp theo là hai con diode, diode lớn nhỏ gì cũng được nha, không phân biệt, lỡ có con nào xài con đó nha. Thì hiện tại em xài là diode sung nha, HEG 207 nè. Đây, HEG 207 ha. Hai con. Rồi, một con điện trở xả mát cho nó. Xả mát cho con phét nha. 220 kg. À, rồi, bắt đầu. Thì đầu tiên này hàng con phét này trước đi. Đó. Đây. Nên xả mát cho con phét này ha. Chập chân số 1 với chân số 3. Để em cắt xong em hàng lại cho nó gọn lại ha. Đó. Chân số 1 với chân số 3 ha. Chân giữa mình để nguyên ha. Rồi, hàng lại. Rồi. Tiếp theo là con tụ 100W 50V ha. Đó. Thì nó con tụ có hai cực ha, cực âm cực dương. Thì nó cái cực âm á, là có vạch trừ nè. Đó, anh em thấy không? Một bên nè, bên đây có vạch trừ, bên đây không có nè. Rồi, thì cái vạch trừ á là anh em quay qua chân số 3 này ha. Nè, vạch trừ nè đúng không? Rồi quay qua chân số 3 đây. Chân bên đây nè ha. Còn cái vạch cộng là chân số 1 ha. Đó, đây nè. Nhưng mà để ý ha. Rồi, hàng lại.
Rồi thì mình cũng gần xong rồi, tiếp theo là chỉ còn hai con diode này thôi. Đó. Rồi cái dây quạt ha, dây âm, dây âm là dây đen nè, dây dương, dương là đỏ ha, là cộng, cộng là đỏ, trừ là đen nè. Thì cái dây âm này là dây trừ ha, mình hàn vô cái chân giữa của con phét này. Rồi ok ha. Rồi cái dây kẹp cộng nè, dây dương á, dây dương của cái quạt á, mình hàn vô con diode ha. Thì cái đầu trắng của diode á nó quay vô là cái dây quạt ha. Đây nè, đầu trắng của diode nè, quay ra ngoài nè, mình hàn vô cái dây của quạt. Còn con diode còn lại á, đây em lật cái bề này của con khác đúng không, con diode còn lại á cũng cái đầu trắng quay vô cái chân số 1 của con phét ha. Đây nè, đầu trắng nè quay vô chân số 1 của con phét. Rồi chân số 3 của con phét nè là anh em hàn ra một đoạn dây điện đi. Cái quạt này, mạch quạt này anh em gắp cho máy xe chung thì nó hay hơn nha. À, rồi xong rồi đó. Đây để em thử cho anh em xem ha. Thì đây là cái dây này để mình cấp nguồn cho nó nè, là anh em đấu vô, nếu cái máy xe chung ha, xe chung có điện B688 á, anh em đấu cái chân này nè vô cái chân E nha, chân E của con B688 là cái chân để mình cò bóp á, để mình làm con bóp á. Còn đây nè, đây thì mình hàn vô kẹp cộng luôn ha, dương nguồn. Đây em kẹp vô kẹp cộng này ha. Đó. Kẹp bên đây để cho nó dễ. À, thấy không, em để ý ha, nó qua con diode để nó chống xung ngược thôi. Còn cái này á là vô kẹp trừ ha. Đây kẹp trừ thì đây, em làm biến hàng luôn, kẹp vô đây luôn. Đó. Rồi đây là cái điểm cò bóp nè, đúng không, là cái chân số 3 của con B68 á, chân nghe á, là để mình làm cò bóp á, thì mình chọc lại nè, đây quạt chạy đúng không. Rồi. Rồi thì khi mình nghỉ bóp cò thì quạt nó sẽ tự động nó ngắt. Đợi tầm 1 phút ha, đó quạt ngừng ha. Rồi khi mình bóp cò nè, mình bóp cò là đây cái cò bóp nè, thì cái điểm này nè, điểm này là mình hàn vô chân số 3 của con V68 chân nghe đó, rồi mình cắt nguồn cho nó. Thì đây nè, bóp là bóp cò nè, cái này là cò bóp của máy nè ha. Rồi để dễ hiểu á, để em hàn vô cái máy luôn cho anh em dễ hiểu ha, dễ hình dung.
Đây là cái máy xe chung ha, xe chung có điểm nè, điểm B68 nè. Đây đây cái dây đỏ là kẹp kẹp cộng ha, dây vàng là kẹp trừ nè. Đây cái mạch hồi nãy đây, nè dây đỏ nè, đúng không? Mình hàn vô kẹp kẹp cộng, trực tiếp vô máy để cho anh em dễ hiểu. Đây nè, dây đỏ kẹp cộng nè, đúng không? Vô đây nè, đây hàng vô kẹp cái kẹp cộng ha. Này là máy xe chung có điểm ha. Em nhầm, dây này là kẹp trừ. Đây nè, con chỗ con diod này nè, mấy hàng thẳng như kẹp cộng. Rồi. Cái đầu con diod này nè là mình hàng vô cái chân E của con B68. Đây nè, chân E của B68 nè. Đây nè ha. Còn cái chân số 3 của con phét đó, đây em hàng vô đây nè, là hàng vô cái kẹp trừ ha, kẹp trừ là dây vàng nè. Đó. Rồi xong rồi đó, em nhớ kỹ ha. Đây kẹp bình vô đó, quạt chưa quay đúng không nè, mình bóp cò nè, cò bóp đây ha, bóp nè. Rồi đợi khoảng 1 phút thì quạt nó sẽ tự động ngắt ha. Anh em đợi xíu ha, nó khoảng 50 mấy giây. Đó, nó ngắt này nè, nó không quạt nữa ha. Còn khi nào mình đi mình bóp cò thì nó chạy lại bình thường đó, nè, chạy bình thường, mình vẫn đi kích cá bình thường ha. Rồi chúc anh em thành công ha.